Chào anh em, như bài đăng ở trên Facebook mình có chia sẻ ngày hôm qua đó, thì mình và công ty có tặng nhảy tặng một món quà Tết cho anh em. Đối với những anh em khi bắt đầu, khi anh em từ bây giờ anh em mua những cái sản phẩm như là ít tờ đỏ và bất cứ một cái sản phẩm hỗ trợ kèm theo, là anh em sẽ được tặng một chai Gold Flor. Đó, đây là hàng quà tặng đó, anh em có thể thấy đó. Thì để hiểu hơn về cái công dụng của cái chai thuốc này, cũng như là những cái khả năng mà chai thuốc làm được và cách sử dụng ra làm sao, thì anh em có thể theo dõi cái video ngắn sau đây. Mời anh em. Thì cái tính năng đầu tiên mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó là tính năng khử bột của nước. Đây, anh em có thể thấy đây là khử bột nước. Thì anh em có thể hiểu là trong cái quá trình mình nuôi thì cái dư lượng chất hữu cơ, nhất cá mọi thứ độc tố trong hồ nó tồn đọng trong nước, nó sẽ tạo ra những cái mà bột trên mặt nước hoặc là nước bị ô nhiễm đó, thì nó sẽ tạo bột. Thì để mà xử lý những cái này thì anh em có thể dùng Gold Flor để xử lý. Thì anh em có thể dùng theo cái liều lượng trên chai và anh em chờ đợi sau 1 tiếng đồng hồ, hoặc anh em cũng có thể tăng liều lượng để rút ngắn cái thời gian chờ đợi của anh em. Thì bây giờ ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái cốc thí nghiệm cho anh em thấy. Thì bây giờ mình sẽ lấy nước hồ cá. Đó, anh em thấy mình lấy nước hồ cá. Lấy nước hồ cá. Và để minh họa cho cái tính năng khử bột nước của sản phẩm thì mình sẽ sử dụng đây, nước rửa chén để tạo bột, giả lập tạo bột nước cho anh em. Đó, anh em có thể thấy, anh em theo dõi nè. Đây, đây là nước rửa chén. Đó, thì bây giờ mình tiến ô lại nè. Thì rõ ràng trong môi trường nuôi cá cảnh thì không một ai mà đi bỏ xà phòng vào hồ cá cả. Cái này mình đang minh họa cho anh em thấy cái khả năng xử bột, khử bột nước của sản phẩm. Ở đây mình dùng rất nhiều nè. So với một cái lượng nước nó như thế này mà chừng này xà phòng là nó rất là nước để chén là nó rất là nhiều anh em nhé. Đó, anh em bắt đầu bỏ vô nè. Em đó, anh em khuấy vô đây, khuấy đều. Đó. Đó, thì anh em có thể thấy nước đã nổi bọt. Đó. Thì khi mà nước nổi bọt như thế này, mình sẽ sử dụng sản phẩm. Ở đây á, nước rửa chén rất nhiều so với cái lượng nước vốn có. Thì chúng ta dùng liều tăng hơn. Đó. Em có thể quan sát. Anh em theo dõi nhé. Đó, thì anh em có thể thấy là sản phẩm đang dần khử bột của nước. Đó, anh em có thể thấy. Đây là tính năng khử bột của sản phẩm. Anh em có thể tự kiểm nghiệm tại nhà. Đó. Thì đây đã xong cái tính năng khử bột. Cái tính năng thứ hai mình muốn giới thiệu cho anh em là cái tính năng khử kim loại nặng, khử tím trong nước. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn 2 loại tím, một là tím dung dịch, hai là tím bột. Đó. Thì trong cái quá trình mà anh em sử dụng tím để anh em sát khuẩn hồ cá cũng như là diệt mầm khuẩn nhiều các lý do khác nhau, thì vô hình dung nó sẽ để lại tồn dư thuốc trong hồ, và để xử lý triệt để cái tình trạng mà bị tồn dư lưu lượng thuốc trong hồ thì anh em có thể quan sát video sau để mình thực nghiệm cho anh em thấy. Ở đây mình lấy nước trong hồ cá nhé. Đấy. Sau đó mình dùng tím bột này. Mình dùng tím bột nè, mình khuấy nè. Thì anh em thấy có thể rõ ràng là nước đã chuyển sang tím. À, chuyển sang tím. Đây, khuấy đều lên. Và bây giờ mình muốn khử cái tím này thì có thể sử dụng nhiều cách.
trong đó các bạn có thể sử dụng sản phẩm như thế này. Và lưu lượng á tương ứng với số lượng tiếng anh em đánh, như ở đây mà mình đánh rất là nhiều nè. Thì bây giờ mình làm cho anh em xem nhé. Đó, anh em có thể thấy là nó đang dần cái tủa tím đang dần mất màu. Đó. Đó. Và tím đã bị phân hủy. Cái tiếp theo mình sẽ sử dụng tím dung dịch. Đó. Mình tiếp tục lấy nước hồ cá. Nhỏ vào một giọt. Quấy đều lên. Mình nhìn nó đi. Chúng ta tiếp tục dùng sản phẩm rau cà lo. Quấy đều lên. Thì anh em có thể thấy sản phẩm tím đã bị phân hủy hoàn toàn. Anh em có thể tự kiểm chứng đối với các sản phẩm khi mà anh em được nhận sản phẩm quà tặng trên tay, hay hoặc là anh em có những gì mà thắc mắc, hoặc là những cái tính năng khác của sản phẩm, thì mình sẽ hướng dẫn anh em trong các số video tiếp theo. Cảm ơn anh em đã theo dõi nhé. Chúc anh em thành công. Xin chào anh em, mình là Cửu Long. Thì hôm nay mình sẽ làm một bài thực nghiệm về cái khả năng tiếp nối các phần trước, là khả năng xử lý bột, khả năng xử lý kim loại nặng của sản phẩm Gold Claw. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho anh em và thực nghiệm cho anh em thấy cái khả năng xử lý nước, hay nói đúng hơn là khả năng xử lý claw của sản phẩm. Thì anh em theo dõi nhé. Thì để thực nghiệm cái sản phẩm nó như thế nào thì mình sử dụng một cái bộ đo claw của Sierra. Anh em có thể thấy. Thì để thực nghiệm thì mình sẽ làm ở đây, mình có ba hệ thống, ba cái ly nghiệm, thì để cho anh em thấy được, cho nó dễ dàng thấy được cái kết quả nó trong cái quá trình thực nghiệm nó làm sao, cũng như là cách dùng và độ hiệu quả của sản phẩm. Thì đầu tiên á, anh em kiếm cho mình một bộ đo như thế này đó. Thì mình sẽ làm cái bài thực nghiệm nó như sau. Đầu tiên thì anh em ai cũng biết là cái độ gây hại của nước mới khi mà có chứa clo bên trong nước nó sẽ đến như thế nào. Thì để đáp ứng cái việc mà khử clo, tránh hiện tượng sốc cá hay gọi là môi trường bất lợi cho cá, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm thử và khử như thế nào và hiệu quả đến đâu thì mời anh em theo dõi. Thì ở đây mình sử dụng, đầu tiên á, mình sử dụng cái cốc số 1 đây. Thì mình sẽ lấy 100ml, ở đây anh em có thể thấy 100 này, mình lấy 100ml nước từ hồ, thì có nghĩa cái hồ nước này mình đang nuôi là không có clo. Thì bây giờ chúng ta múc kiểm tra. Đây là 100. Thì bây giờ chúng ta sử dụng bộ test clo, chúng ta nhỏ vào đây 8 giọt. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Rồi lắc đều lên. Thì anh em có thể thấy ở đây nước không có đổi màu, không có phản ứng đổi màu, chứng tỏ một điều ở đây trong nước không hề có clo. Thứ hai, bây giờ mình sẽ sử dụng nước mới. Đây là nước mới tại vòi. Mình sẽ sử dụng nước mới để kiểm tra trong nước này có clo hay không. Rồi, 100ml anh em nhé. Và mình tiếp tục sử dụng bộ test clo để kiểm tra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anh em lắc đều lên. Và như anh em đã thấy, trong nước mới có chứa clo, và nước cũ ở trong hồ không có clo. Đây. Và anh em sử dụng ly số 3. Mình ở đây mình dùng ly số 3 lấy 100ml nước này. Đây 100ml.
tiến hành sử dụng sản phẩm này, dầu clo. Anh em lắc đều lên để cho sản phẩm thử hết được clo trong nước. Sau đó anh em tiến hành dùng bộ test kiểm tra. Lắc đều lên thì kết quả như anh em đã thấy, sản phẩm đã thử được clo trong nước. Mình sẽ để đây cho anh em dễ hình dung. Anh em có thể thấy được cái độ, anh em có thể thấy được cái sự thử clo của sản phẩm. Thì thông qua cái video ngắn này, anh em có thể tự kiểm chứng và minh họa tại nhà anh em nhé. Chúc anh em thành công.